Điểm nóng Mariupol, binh sĩ Ukraine bên trong Azovstan cầu xin Tổng thống Zelensky. Sviatoslav Palama, phó chỉ huy trung đoàn Azov, đã cầu xin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cứu lấy những binh sĩ Ukraine bị thương đang hấp hối bên trong nhà máy thép Azovstan. Trên Telegram, Palama kêu gọi đã 3 ngày kể từ khi quân đội Nga tấn công sâu vào bên trong nhà máy thép Azovstan. Quân phòng thủ Ukraine đã phải đối mặt với lực lượng áp đảo của lực lượng Nga. Tổng thống Zelensky hãy chăm sóc những thương binh đang hấp hối vì không được cứu chữa và hãy tăng cường hơn nữa các lệnh trừng phạt Nga trên toàn thế giới. Trước đó, chiều ngày 4 tháng 5, bạn bè và người thân của những người lính bảo vệ Mariupol đã tổ chức một cuộc biểu tình ở trung tâm Kiev. Họ kêu gọi chính phủ Ukraine và phần còn lại của thế giới hợp lực để cứu những người bảo vệ Mariupol. Vào tối ngày 4 tháng 5, David Arakhamia, trưởng phái đoàn đàm phán của Ukraine và lãnh đạo đảng Sluha Narodu là đảng chính trị của Tổng thống Zelensky, xác nhận rằng quân đội Nga đã tiến vào lãnh thổ của nhà máy luyện thép. Trước đó cùng ngày, các nguồn tin Ukrainska Pravda đưa tin quân đội Nga đã ập vào nhà máy Azovstal ở Mariupol. Binh lính và dân thường Ukraine chưa được sơ tán vẫn ở trong bunker của nhà máy. Trong bài phát biểu vào tối thứ Ba ngày 3 tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông tin rằng chính phủ Ukraine sẽ có thể giải cứu cả dân thường và quân nhân còn lại tại Azovstal. Enver Tskhitvili, tổng giám đốc công trình gang thép Azovstal, cho biết một số bonke tại nhà máy có khả năng chịu được tác động hạt nhân, thậm chí trực tiếp. Ngày thứ 71 chiến sự, Ukraine tố Nga tiếp tục tấn công nhà máy Azovstal. Chỉ huy tiểu đoàn Azov tố Nga vi phạm cam kết ngừng bắn và các cuộc giao tranh khốc liệt vẫn diễn ra bên trong nhà máy thép Azovstal. Đã sang ngày thứ 3 từ khi Nga tiến vào nhà máy Azovstal, nơi các cuộc giao tranh đẫm máu vẫn tiếp diễn. Một lần nữa họ vi phạm cam kết ngừng bắn và không cho phép sơ tán dân thường, những người tiếp tục ẩn náu dưới tầng hầm nhà máy để tránh pháo kích. Sviatoslav Palama, chỉ huy tiểu đoàn Azov đang cố thủ trong nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol, nói trong video được đăng trên Telegram. Quân đội Nga trước đó thông báo lệnh ngừng bắn 3 ngày trong khu vực để sơ tán dân thường. Palama kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lưu tâm đến những người lính bị thương. Điện Kremlin trước đó phủ nhận lực lượng Nga tiến vào nhà máy và cho biết các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường bị mắc kẹt vẫn tiếp tục hoạt động. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Naftali Bennett hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói quân đội Nga vẫn sẵn sàng tạo điều kiện để dân thường mắc kẹt ở nhà máy được sơ tán an toàn. Đối với binh sĩ còn lại ở Azovstal, chính quyền Kiev phải lệnh cho họ đầu hàng, ông Putin nói. Quan chức Ukraine tin rằng khoảng 200 dân thường vẫn bị mắc kẹt cùng binh sĩ dưới tầng hầm nhà máy thép. Một đoàn xe khác của Liên Hợp Quốc đang hướng tới nhà máy để tiếp tục sơ tán dân. Đoàn xe là nỗ lực mới sau khi Liên Hợp Quốc và Hội chữ thập đỏ quốc tế hôm 3 tháng 5 cho biết 101 dân thường đã được sơ tán khỏi nhà máy tới thành phố Zaporizhia do Ukraine kiểm soát. Nga trước đó nhiều lần cáo buộc binh sĩ Ukraine giữ dân thường trong nhà máy để làm lá chắn. Giới chức Ukraine cũng thông báo lực lượng nước này tái kiểm soát một số khu vực ở ranh giới hai tỉnh Mykolaiv và Kherson ở miền Nam. Do thành công của lực lượng phòng vệ Ukraine, lực lượng Nga đã không còn kiểm soát một số khu dân cư ở ranh giới tỉnh Mykolaiv và Kherson. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong báo cáo tình báo, song không công bố chi tiết số lượng và tên các khu dân cư này. Nga chưa bình luận về thông tin này. Điện Kremlin cáo buộc phương Tây đang cản trở việc kết thúc nhanh chóng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine khi cung cấp khí tài và thông tin tình báo cho nước này. Chúng tôi biết rõ Mỹ, Anh, NATO giao toàn bộ thông tin tình báo cho các lực lượng vũ trang của Ukraine. Cùng với khí tài mà các nước này đang gửi tới Ukraine, đây đều là những hành động không góp phần đưa chiến dịch nhanh chóng kết thúc. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, khi được hỏi về thông tin Mỹ cung cấp tin tình báo cho Ukraine hạ sĩ quan chỉ huy Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng phương Tây không thể cản trở Nga đạt các mục tiêu của mình. Cơ quan an toàn hàng không của EU cảnh báo nguy cơ máy bay dân dụng vô tình bị trúng tên lửa đang ngày càng tăng do tình hình chiến sự ở Ukraine. Các cuộc chiến trước đây cho thấy việc xác định sai mục tiêu rất dễ xảy ra. Bên cạnh đó, khả năng gây nhiễu của các thiết bị hỗ trợ điện tử liên quan công cụ định vị hoặc nhận dạng càng cho thấy khả năng máy bay dân dụng vô tình bị đưa vào tầm ngắm của tên lửa hoặc khí tài, cơ quan này cho hay. Máy bay không người lái và máy bay quân sự hoạt động trong khu vực xung đột cũng có thể vô tình xâm phạm không phận dân sự lân cận. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho rằng EU nên tịch thu và bán tài sản của Nga mà họ đã thu giữ, sau đó sử dụng số tiền thu được để tái thiết Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước cũng đưa ra ý tưởng tương tự. Đầu tháng trước, EU cho biết đã phong tỏa 30 tỷ euro, 32 tỷ đô la Mỹ tài sản liên quan các cá nhân Nga và Belarus trong danh sách đen. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR ghi nhận hơn 5,6 triệu người Ukraine đã rời đất nước sau ngày 24 tháng 2, thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Tổng thống Putin yêu cầu lính Ukraine ở Azovstal đầu hàng. Nga sẵn sàng mở hành lang sơ tán dân thường khỏi nhà máy Azovstal ở thành phố Mariupol, song yêu cầu binh sĩ Ukraine ở đây phải đầu hàng. Điện Kremlin cho hay, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Naftali Bennett hôm 5 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng chính quyền Ukraine nên ra lệnh cho lực lượng của họ đang cố thủ ở nhà máy Azovstal, thành phố Mariupol đầu hàng. Điện Kremlin cho biết thêm, Nga vẫn sẵn sàng đảm bảo hành lang sơ tán an toàn cho dân thường rời Azovstal. Với các tay súng vẫn đang cố thủ ở Azovstal, chính quyền Kiev cần ra lệnh cho họ hạ khí tài, thông cáo của Điện Kremlin nhấn mạnh. Bộ Quốc phòng Nga hôm 4 tháng 5 cũng thông báo quân đội nước này sẽ ngừng bắn tại Mariupol trong 3 ngày từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 5 và mở hành lang nhân đạo cho dân thường trong khung thời gian từ 8 giờ đến 18 giờ. Trong thời gian đó, quân đội Nga và lực lượng vũ trang của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk sẽ đơn phương dừng mọi hành động tấn công. Người dân sơ tán khỏi Azovstal được phép di chuyển đến bất cứ khu vực nào do Nga hoặc do Ukraine kiểm soát. Nhà máy luyện kim Azovstal được coi là thành trì cuối cùng của lực lượng quân sự Ukraine ở Mariupol, đông nam Ukraine. Ước tính còn khoảng 2.000 quân nhân Ukraine và dân thường đang cố thủ bên trong đường hầm của nhà máy. Trong số này có các quân nhân thuộc tiểu đoàn Azov. Quân đội Nga đã bao vây và tấn công vào nhà máy nhiều tuần qua. Hôm 21 tháng 4, Tổng thống Putin đã chỉ thị ngừng tấn công nhưng tiếp tục vây hãm quanh khu vực nhà máy. Giới chức Ukraine hôm 3 tháng 5 nói rằng lực lượng của Nga đã xâm nhập vào bên trong khu vực nhà máy và giao tranh đang diễn ra ác liệt. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết kể từ đó đến nay, Tổng thống Putin chưa đưa ra thêm bất cứ chỉ thị nào liên quan đến Azovstal. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu người bên trong Azovstal, song giới chức Ukraine trước đó cho biết khoảng 200 người đã được đưa ra ngoài sau đợt sơ tán do Liên Hợp Quốc phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ phối hợp tổ chức cuối tuần trước. Hoạt động sơ tán dự kiến được nối lại vào hôm nay trong bối cảnh Kiev cáo buộc lực lượng của Nga tiếp tục tấn công vào khu vực nhà máy. Tình hình bên trong Azovstal được cho là rất nguy cấp. Trước đó, chỉ huy tiểu đoàn Azov, lực lượng đang cố thủ ở Azovstal, cho hay hàng trăm người ở đó bị thương mà không được hỗ trợ y tế. Trong một đoạn video ngắn chia sẻ cuối ngày 5 tháng 5, một người đàn ông tự nhận là nhân viên y tế ở Azovstal đã kêu gọi sự hỗ trợ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Chúng tôi liên tục bị pháo kích từ trên không, trên bộ và trên biển. Tôi cầu xin ngài giúp đỡ sơ tán người, bao gồm cả các quân nhân khỏi khu vực Azovstal để chấm dứt ác mộng này, người đàn ông trên nói. Người này cho biết thêm, chúng tôi không còn thời gian, chúng tôi không biết liệu có còn ngày mai hay không, ông nói. Sở dĩ ông cầu cứu Tổng thống Erdogan bởi tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine vốn có mối quan hệ gần gũi. Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa bình luận về thông tin này. Chính quyền Tổng thống Erdogan thời gian qua đã đóng vai trò tích cực nhằm tìm kiếm biện pháp hòa giải Nga và Ukraine, trong đó có việc tổ chức hòa đàm giữa hai bên hồi cuối tháng 3, song chưa có nhiều tiến triển. Tổng thống Ukraine mời lãnh đạo Đức đến Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mời Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Frank-Walter Steinmeier đến thăm 3 tuần sau khi Kiev không chào đón ông Steinmeier. Văn phòng Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier hôm nay cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra lời mời trong cuộc điện đàm với ông Steinmeier trước đó trong ngày. Những khó chịu trong quá khứ đã được giải tỏa, văn phòng ông Steinmeier cho hay, đồng thời nói rằng Tổng thống bày tỏ đoàn kết, tôn trọng và ủng hộ đối với Ukraine. Tổng thống Đức Steinmeier tháng trước dự định cùng các lãnh đạo châu Âu tới thăm Kiev, song phía Ukraine tỏ rõ thái độ không chào đón ông. Tờ Bild của Đức trong đó dẫn lời một quan chức ngoại giao Ukraine cho biết vì ông Steinmeier có quan hệ thân thiết với Nga nên không được chào đón ở Kiev vào thời điểm này. Tại Đức, Tổng thống chủ yếu đóng vai trò nghi thức, trong khi Thủ tướng đứng đầu chính phủ và ra các quyết sách quan trọng. Ông Steinmeier, cựu ngoại trưởng Đức, phải đối mặt với chỉ trích ngày càng tăng từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2 vì chính sách với Moscow kéo dài nhiều năm, đặc biệt khi ông ủng hộ dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2. Trong khi đó, Thủ tướng Scholz bị chỉ trích vì không đến thăm Kiev và do dự cung cấp khí tài hạng nặng cho Ukraine. Ngay cả khi lãnh đạo phe đối lập của Đức Friedrich Merz đến thăm Ukraine tuần này, ông Scholz vẫn nói rằng không muốn đến Kiev cho đến khi mối bất hòa giữa Kiev với Tổng thống Steinmeier được xóa bỏ. Thủ tướng và Tổng thống Đức đều thuộc Đảng Dân chủ Xã hội. Trong cuộc điện đàm hôm nay với lãnh đạo Ukraine, ông Steinmeier nói rằng Đức sát cánh cùng các lực lượng đoàn kết ở phía Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đăng Twitter ca ngợi cuộc điện đàm với ông Steinmeier. Đã có cuộc trao đổi tốt đẹp, quan trọng và mang tính xây dựng với Tổng thống Đức Steinmeier. Cảm ơn vì sự hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine và mong đợi sự hỗ trợ đó sẽ được tăng cường. Vai trò của Đức rất quan trọng để chống lại hành động quân sự của Nga, ông Zelensky cho hay.